Hôm qua, Quang Hải đã được đi chụp MRI tại bệnh viện 175 để kiểm tra mức độ hồi phục chấn thương. Nhìn những bước chạy của Quang Hải thì có thể thấy anh đang hồi phục rất tốt từ chấn thương rách bắp của mình. Trọng Hùng và Thanh Thịnh thì vẫn phải tập riêng, tiến độ hồi phục đạt khoảng 80%. Bên cạnh đó, tin vui cũng đến từ Đình Trọng và Thành Trung. Một tuần tại Hàn Quốc là quãng thời gian giúp các cầu thủ nghỉ ngơi. Các cầu thủ cũng đã cho thấy sự hồi phục rất nhanh của mình. Tôi tin là tất cả các cầu thủ trụ cột gặp chấn thương đều sẽ kịp tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Không khí vui vẻ từ buổi tập là một tín hiệu rất vui dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Các cầu thủ sẽ tập thêm 2 buổi nữa trước khi thi đấu giao hữu với câu lạc bộ BK Bình Dương tại sân Thống Nhất vào ngày 28 tháng 12 tới.